Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các trường mầm non không được dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm đảm bảo trẻ phát triển phù hợp với lứa tuổi và tránh gây chán nản, phản khoa học. Hiện nay, mô hình lớp học giả định đang được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, giúp trẻ 5 tuổi có trải nghiệm thực tế trước khi vào lớp 1 thông qua việc tham quan trường tiểu học hoặc tổ chức lớp học giả định ngay tại trường mầm non. Với khoảng 330.000 trẻ trong độ tuổi mầm non, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè từ cuối tháng 5 để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.